À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý anh chị trong bản tin buổi tối ngày thứ bảy ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần bình an. Và bữa nay là ngày mùng 5 tháng 10. Như vậy đúng còn 30 ngày nữa là đúng cái ngày bầu cử của tổng thống Hoa Kỳ thưa quý vị. Đây là cái điều mà có lẽ thời gian đi rất nhanh. Cuộc bầu cử này nó quan trọng, nó quan trọng bởi vì Nước Mỹ là nước à, coi như là một, à, nước lớn nhất là một siêu cường của thế giới nhưng mà nó cũng là tiêu biểu nó đại diện cho cả thế giới tự do cho nên cuộc bầu cử của người lãnh đạo đó nó đóng một vai trò rất là quan trọng cho nên lát nữa đây chúng tôi sẽ đưa về nói về cái vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ nhưng mà bây giờ trước nhất là nói về những cái bản tin do thái thì thưa quý vị bản tin thế giới trước mà do thái thì à, bộ ngoại giao của hoa kỳ mới vừa xác nhận mới vừa cho biết là thông là không có gì gọi là coi như là không có cái lời nào bảo đảm rằng do thái không tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. bởi vì những ngày vừa qua quý vị biết là Iran là tấn công bằng quả tiễn và máy bay không người lái vào khoảng 200 à, quả tiễn và máy bay không người lái thì sau đó do thái tấn công trở lại nhưng mà hiện tại do thái tấn công vào cái thành phố ở phía nam của Lebanon à, mà họ giết chết như chúng tôi đưa bản tin ngày hôm qua là hai trăm năm chục người lính của Hezbollah và cái điều này đó là mới đây nữa ngày ngày hôm qua thì bên do thái cũng cho biết là một cái thủ lãnh mà trở thành lãnh đạo tương lai của Hezbollah đó cũng bị những cháy thưa quý vị bị pháo kích cháy vào tối ngày mùng 3 tháng 10 tức là cách đây hai ngày tức là tối thứ năm thưa quý vị cho nên những cái, cái tin này đó nó rất là quan trọng được cái tình báo của uh, à, Mosa của do à, thái đó họ rất là tinh vi thành những cái điều mà họ tấn công vào ở các địa điểm các cái căn cứ hay các những cái khu vực mà vũ khí hạt nhân hay là những cái nơi chế tạo vũ khí hạt nhân của rừng. đó là Aaron cũng không có thể đoán trước được thưa quý vị. Đây là cái điều rất là nguy hiểm. Và Tổng thống Joe Biden thì cảnh báo với Do Thái thì không nên tấn công vào các cơ sở hạt nhân của của Aaron. Nhưng mà không có điều gì chắc chắn quá. Bởi vì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết là đối với tình báo của Do Thái họ không cho biết trước. Họ có thể thông báo trước đó một năm ba chục phút thôi mà không thông báo rõ đây là cái điều mà Mỹ cũng rất là lo ngại. Cái quan điểm của tổng thống Joe Biden là không muốn tấn công vào cơ sở hạt nhân đó. nó sự nguy hiểm và có thể giật cái cái chất phóng xạ. Trong khi đó thì ông Donald Trump lại khuyến khích là nếu mà trả đũa uh, do Thái mà trả đũa vào tấn công vào Iran thì ông khuyến khích tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran thì đây là hai cái điều mà quý vị hai vị ấn, à, hai người ứng cử viên tổng thống đó khác nhau tổng thống Joe Biden thì là đương kim tổng thống còn ông Joe ông ông Donald Trump là người đoan chạy đua vào cuộc và đáp cho nên ông cũng tuyên bố vậy nhưng mà tổng thống Joe Biden thì có thể nói là cho rằng là những cái những cái hầm mỏ bởi vì Iran là một nước sản xuất về nhiên liệu về dầu quả, cho nên nếu tấn công vào các cơ sở nhà máy lập dầu thì tốt Nhưng mà không tấn công vào cơ sở của vũ khí hạt nhân Đó là lời của Tổng thống Joe Biden đề nghị với ông Đề nghị với Do Thái Nhưng mà dường như là Do Thái họ không tôn trọng cái điều này thưa quý vị Ngày hôm nay thì chúng ta biết là À, một uh, tuyên bố mới cho biết là tàu vũ khí hạt nhân tức là tàu ngầm nguyên tử mà trả bằng năng lượng hạt nhân của của Mỹ đó có tên là USS Civil Quốc đã đang có mặt tại ở Nhật Bản. Đây là một tàu đầu tiên mà gọi là tối tân nhất của tàu ngầm tàu ngầm trả bằng vũ khí hạt nhân tối tân nhất của Hoa Kỳ là đi đến Nhật và cái tàu này đó để có sao nghĩa là tối tăng đến cái độ là họ có tám cái ống phóng người lôi tức là họ đi tới hải cảng là Yokosuka thưa quý vị thì đây cũng là một cái điều tình hình không phải căng không những là căng thẳng ở trung đông mà căng thẳng luôn của Á Châu trong những ngày vừa qua thì chúng ta biết là phi luật tăng báo động là Trung Quốc đang Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát cái vùng Scarborough của của phi Lục tăng và tàu cá của Việt Nam là cái tàu có hình như là chủ nhân là người Quảng Ngãi thì cũng bị tàu của hải cảnh của Trung Quốc tấn công vào và đánh 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 đập những ngư dân của người ngư dân này và lấy đi cá của người ta lấy tài sản và những cái dàn lưới ở thì trung quốc lấy hết thì sau đó thì chúng ta biết là phát ngôn viên bộ ngoại giao của việt nam đã lên án cho, cho rằng là trung quốc lúc đầu thì họ nói tàu lạ nhưng mà sau đó là họ lên án họ công khai họ nói rõ ràng là trung quốc đã đánh đập một cách giả man các ngư dân của việt nam đó là cái phản ứng chung à, và một cái điểm nữa đó là thưa quý vị cái tin này cũng nghe cũng hơi lạ nói tới ông Duterte thì quý vị biết ông Duterte là người mà tổng thống của Phi luật Tăng kể từ năm 2016 tới 2021 thì ông đã mất chức rồi ông xuống rồi ông đã bị hưu rồi nhưng mà thưa quý vị thì ông này mới đây ngày hôm nay thì ông tuyên bố cho biết là ông sẽ ra ứng cử chức thị trưởng của thành phố Davao Đa vào là cái thành phố này đó ở phía nam của phi luật tăng trước đây đó trước khi mà ông ra ứng cử tổng thống đó thì ông làm thị trưởng của thành phố này cũng nhiều năm thì bây giờ ông về hưu ông năm nay 79 tuổi rồi cũng già rồi nhưng mà bây giờ là tuyên bố ra ứng cử chức thị trưởng đây vào năm 2025 tức là không phải bây giờ mà vào còn mấy tháng nữa 2025 đây cũng là lạ một cái người à, đã từng làm Mà thị trưởng rồi trở thành tổng thống của Phi Long Tăng mà bây giờ là trở lại 79 tuổi rồi mà còn tham quyền lực tính ra ứng cử chức thị trưởng nữa. Bây giờ thì chúng tôi trở lại những cái bản tin của Hoa Kỳ có lẽ tin quan trọng quý vị biết là ngày hôm nay là ngày ngày mùng 5 ngày thứ bảy thì ông Donald Trump đã đi vận động tranh cử ở một ở thành phố đó thành phố Butler thành phố Butler là cái thành phố mà trước đây ông Trump bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7 khi mà một anh chàng là có tên là là anh 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 chàng này đó leo lên mấy nhà rồi bắn uh, xuống đó thì ông Trump không chết nghĩa là chả máu cái lỗ tai thôi nhưng mà nói chung đó, thì ông anh chàng này là anh chàng Cruz 20 20 tuổi đó thưa quý vị thì đã đã ông ông Trump bị thương cái cái lỗ tai nhưng mà ông kể tới bây giờ đó là 3 tháng rồi ông mới trở lại cái thành phố Butler của Pennsylvania. Pennsylvania là cái tiểu bang gọi là chiến trường. Chúng tôi nói thưa với quý vị là tiểu bang chiến trường là có tất cả là bảy tiểu bang mà có tổng cộng cái số phiếu của bảy tiểu bang này là 94 phiếu À, đại cử tri đoàn nếu ai mà lấy được khoảng 5 tiểu băng hay là lấy quá bán cái số tổng số phiếu này đó là coi như người đó ăn chắc trở thành tổng thống của nước Mỹ bây giờ thì người ta không biết nhưng mà ông trâm trở lại cái tiểu bang chiến trường này thì ngày hôm nay giới tình báo cũng như giới bảo vệ yếu nhân của ông trâm ở đây đó là cơ quan mặt vụ mà bảo vệ ông Trump đó họ cho biết là lần này đó thì họ bảo vệ rất là kỹ họ kiểm soát các leo lên mái nhà của các cái chung quanh của cái nơi mà ông trump đang nói chuyện thì đó là cái điều mà ông trump trở lại nhưng mà đặc biệt là kỳ này ông trở lại với ai chúng tôi có thể đưa cái hình cho quý vị ông ông đi vận động tranh cử lần đầu tiên chúng tôi muốn nói tới một người mà ông trump đi vận động tranh cử à yeah, hy vọng là à, à, chúng tôi không thấy ông đâu ta Yeah. Đây. Quý vị thấy đó, cái hình ảnh này đó là ông Donald Trump ở đây. Quý vị thấy ông Trump ở đây. Cái người mà đứng đây cùng lối đi vận động tranh cử với ông Donald Trump là quý vị biết ai không? Đây là ông Elon Musk. Elon Musk là một người tỷ phú giàu nhất trên thế giới. Bây giờ ông có trị, số, uh, trị giá trị tài sản của ông là trên 200 tỷ đô la, hình như 250 tỷ thì phải à thì ông lần đầu tiên ông đi vận động với ông Trump à đây thì ông Elon Musk cũng là một cái hiện tượng lạ thưa quý vị ông Elon Musk là người trước đây đó là ngay nói ông ủng hộ bên nhân chủ nhưng mà bây giờ ông là giàu có rồi cách đây và mấy tháng ông công khai ông ủng hộ ông Donald Trump ông à, cách đây khoảng 3 tháng quý vị nhớ chúng tôi không nhớ không chính xác ông có tuyên bố là ông sẽ ủng hộ cho ông Donald Trump mỗi tháng là 45 triệu đô la cho tới cái ngày bầu cử nhưng ông Trump tuyên bố thì sau đó ông này ông xác nhận lại là ông nó không có tôi không có đưa ra những cái vấn đề này cái tin đó là tin không đúng sự thật à thì sau này thì không biết ông có vận động tranh cử cho ông Trump bây giờ ông đi vận động nhưng mà ông có cho tiền hay không thì không biết ông có nói là ông sẽ dành đi có cái tiểu bang chiến địa đó ông vận động có khoảng 800 000 người sẽ đi bỏ phiếu cho ông Trump đó là lời nói của Elon Musk nhưng mà bữa nay thì ông Elon Musk xuất hiện cùng với ông Trump ở tiểu bang Butler tức là Pennsylvania nói về Pennsylvania thì thưa quý vị cũng là cái tiểu bang chiến địa cho nên có thể nói ông Trump đi đi tới đi lui ở tiểu bang này ít nhất là năm bảy lần và riêng bà Kamala Harris trong những ngày vừa qua thì bà cũng đi tới vận động ở tiểu bang à, ở uh, Pennsylvania đây là tiểu bang chiến trường mà nó rất là quan trọng thưa quý vị cho nên những cái điều mà ông ông Elon Musk mà tới đây vận động tranh cử thì tới nay ai cũng biết là ông Elon Musk là chủ nhân à, là 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 người chủ nhân là của công ty là Tesla rồi ông có nhiều cái công ty à, à, ở à, vì như ông là chủ nhân của cái công ty X trên mạng xã hội đó thưa quý vị à, thì à, rất là giàu có nhưng mà ông đi vận động thì không biết là thường thường thì các nhà tỷ phú đó họ ít đi vào chính trị lắm bởi vì họ giàu có mà khi mà đứng vào hai cái ứng cử viên đoan tranh chạy đua vào tòa bạch ốc đó thì cũng có điều lợi mà cũng có điều hại lợi, lợi là cái gì lợi là nếu có người đó thắng cử còn nếu không thắt cử trở thành thắt cử đó thì mình ủng hộ cũng mất đi giá trị và mình cũng gây ra những cái sự phiền hà, sự không ưa dĩ nhiên là những người ủng hộ ông Trâm đó thì ok nhưng mà nếu là những người ba họ hầu đồng ý nhưng mà phía bên dân chủ đó những người không ủng hộ ông Trâm thì họ là không ưa ông y Musk mà mình làm kinh tế làm business mà lại đi ra ứng uh, đi chạy theo thì ông trump ông có hứa với ông Musk là nếu mà ông thắng cử thì ông dành cho một cái chức uh, vụ của ông Musk trong chính phủ của ông uh, donald trump thì thật sự mà nói Musk giàu quá bây giờ có thể trở thành là cũng người cũng không quyền lực cũng như quý vị nhớ là ông robert f kennedy đó là đã ra tranh cử ra đầu quân với ông trump rồi nhưng mà mới đây là bị truy tố là ông đi ngoại tình ông đã có ít nhất là ba người ba người họ tố cáo trong gần một năm nay thì ông đã đi ngoại tình lan nhan mà ông là hiện tại ông có là người vợ thứ ba là một tà tử thì người vợ này nghe nói là cũng đang uh, chuẩn bị là nếu mà họ không bà vợ này không tin nhận vì ông đi ngoại tình cho nên có thể uh, tiến hành tới cái thủ tục đi ly dị chúng ta chưa biết nhưng mà mình ra làm chính trị mà cứ bị những cái lan nhăn như thế này thì chắc là khó gái gú ví dụ như ông Trâm quý vị thấy không đã trước khi mà tranh cử thì ông đã gái gú nhiều quá rồi rồi tranh cử rồi ông cũng bị rồi bây giờ nhiều người đưa ra ví dụ như là cô đào uh, uh, mcdugo này rồi cũng như là stormy dajo này kiện tụng tốn tiền đó là ông trump thì bây giờ cứ người mà gọi là gái gú nữa là ông robert f kennedy riêng ông elon Musk thì quý vị biết ông là một phải nói là ông cái đầu áp ông thông minh lắm ông bây giờ không phải là đơn giản một người mà có tài sản lớn nhất trên thế giới mà trị giá là hình như khoảng 250 tỷ đô la là quý vị già thấy giàu nhất đâu. Mà ông có bao nhiêu người con quý vị biết không? Có 12 người con. Ông lăng nhăng nhiều thứ ăn nhiều nữa. Ông có trải qua nhiều đời vợ nữa cũng mà trong đó có một cô là cô cô con là ông không nhìn nhận ông mà đổi không đổi tên lấy cái hộ nữa đổi mết nữa mà đổi qua hộ khác ông Elizabeth là người gốc là người Trung Trung Phi chứ không phải chứ chứ không phải là cứ người ở Mỹ thưa quý vị ông qua đây cũng khá lâu rồi ông cũng là người thông minh đó, nhưng mà cái tính tình đó cái cách nói chuyện của ông đó cũng như là ông Donald Trump đó lúc thì nói là cho tiền mỗi tháng là 45 ngàn 45 triệu cho đến cái ngày bầu cử nhưng mà sau đó xác xác nhận là không có ông phủ nhận lời chuyện này thưa quý vị ông phủ nhận thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn nói về cái tin của ông Donald Trump đi vận động cùng với ông Elon Musk là tỷ phú À, ông Trump chắc là vui lắm vì được ông à, tỷ phú này tiếp tay nhưng mà cùng lúc đó ngày hôm qua chúng tôi đưa với quý vị đó là ông à, bên cạnh của bà Kamala Harris thì lại có bà Lee Cheney bà này là đảng viên của đảng cộng hòa là một cái nhân vật đứng số số ba ở hạ viện nhưng mà bây giờ chống lại ông Donald Trump cho nên kêu gọi bỏ phiếu cho bà Kamala Harris bà này thì rất là cô uy tín, bà này là con của ông uh, uh, Dick Cheney mà ông Dick Cheney là phó tổng thống uh, mà hai nhiệm kỳ dưới thời của tổng thống Rột đối với Bush. quý vị thấy là cái đảng cộng hòa bây giờ nó bị phân quá, chia rẽ rất là nhiều bởi vì đảng cộng hòa MAGA thì nó khác với đảng cộng hòa truyền thống thưa quý vị. Ngày hôm nay thì uh, ngày hôm qua ngày hôm, hôm nay, ngày hôm qua thì tổng thống joe biden có một cái cuộc họp báo à, cũng lâu lắm rồi mấy tháng rồi ông mới có cuộc họp báo ở tòa bạch đắp trong cuộc họp báo đó ông nêu lên hai cái điều mà sở dĩ ông tổ chức họp báo là vì ông muốn loan tin tới cho người dân đặc biệt là các cử tri mà đang chuẩn bị bỏ phiếu đó cho họ hiểu thứ nhất là nền kinh tế của hoa kỳ đi rất là tốt như chúng tôi thưa đó tức là à lạm phát đó thì bây giờ xuống còn độ có 2.2.4 à. mà thất nghiệp đó là từ 4.2 xuống còn 4.1 mà tin mới nhất là bộ lao động của Hoa Kỳ vừa báo cáo cái uh, báo cáo hàng tháng đó của tháng 9 đó, thì họ cho rằng trong tháng 9 đó có 254.000 công ăn việc làm tức là ở đây rất là tốt. Trước đây thì họ dự kiến họ cho rằng là năm 2000 Tháng 9 đó, thì có vào khoảng 150 000 công an việc làm thôi. Mà không ngờ nó tăng lên tới 254 000 công việc làm. Tức là như vậy tăng hơn từ 100, 100, 1, hơn hơn 100. À, thì quý vị thấy là cái tình trạng kinh tế như vậy rất là tốt. Và Tổng thống Joe Biden, ông họp báo để ông cho biết là cái tình trạng kinh tế rất là tốt đi đúng hướng và cho rằng đây là một cái điểm so và đây cũng là điểm vui cho bà Harris thưa quý vị à, cái nền kinh tế mà khi mà cái nền kinh tế mà tốt như thế này thị trường chứng khoán lây nhé thì bây giờ chúng ta thấy là quỹ dự trữ liên bang họ dự trù là họ sẽ giảm cái tiền phân lời bữa hổm là họ giảm xuống 0.5 phần à, 0.5 phần trăm 0.5 phần trăm đúng rồi 0.5 tức là à, 0.5 thì bây giờ đó họ dự trù cuối năm nay họ có thể giảm xuống 0.25% nữa thì nếu mà trường hợp như vậy thì phải cho rằng là nền kinh tế nó rất là tốt cho nên bà Harris là đơn đơn là khó tổng thống tức là chính phủ đương nhiệm đó mà đây là những cái điểm tốt cho nền kinh tế trước đây thì người ta đánh giá là ông Trump mới là nền kinh tế tốt bà à, bà Kamala Harris cái nền kinh tế không không có vận động kinh tế không tốt bằng ông Trump nhưng mà gần đây thì nó đảo ngược lại gần đây là người ta tin tưởng vào cái chính sách kinh tế của bà Kamala Harris hơn là chính sách của ông Trump khi mà các ngân hàng, các đại công ty, các nhà phân tích về, uh, về kinh tế họ cho biết là cái chính sách kinh tế của ông Trump nếu mà ông trở lại thì sẽ gặp khó khăn và không có được phát triển. Trong khi đó, cái chính sách kinh tế của bà Kamala Harris thì sẽ đưa nền kinh tế đi lên là đi đúng hướng. Cho nên chúng ta thấy có trên 200 các kinh tế gia, các nhà chuyên viên về kinh tế họ kêu gọi là bỏ phiếu cho bà Harris và họ cho rằng ông Trump đó là làm nền kinh tế đi xuống chứ không đi lên. họ lấy lý do ví dụ như ông Trump ông nói là ông đánh thuế quan, các món hàng của các của Trung Cạm làm đánh 80% của các đồng minh là ông đánh 20% và ông nói là có cái công ty mà của Mỹ mà bây giờ đưa qua ở bên Mexico để sản xuất máy móc như là công ty John là cái công ty mà sản xuất máy cài các dụng cụ về nông nghiệp thì bây giờ họ dự trù họ đưa qua bên nhà Mexico để sản xuất họ dự trù thôi chứ chưa ông Trump ông nói nếu mà đưa qua bên đó thì ông đánh thuế là trăm phần trăm bởi vì nhưng mà khi ông Trump ông nói như vậy là ông nói sai bởi vì chính ông là năm 2017 đã ký một cái hiệp ước gọi là tự do mùa dịch giữa ba quốc gia. Tức là Mỹ, Canada và Mexico. Thì khi ba quốc gia ký hiệp ước như vậy phải tôn trạm dù là không đánh thuế. Bởi vì mình ký hiệp ước mà ông Trump là ông nói là để cho lấy làm những cái cử tri mà mơ ra. Lấy làm những cử tri mà không biết về nền kinh tế, không biết cho nên... Uh, cho rằng là cái điều này là điều tốt nhưng mà thực tế thì ông sai À, trong cái cuộc họp báo của tổng thống joe biden ngày hôm qua đó thì chúng tôi nêu lên cái điểm thứ nhất đó, là điểm tốt là nền kinh tế đi đúng hướng và đây là điểm son cho uh, coi như món quà cho bà kamala harris bởi vì bà là người trách nhiệm bà là cứ người hiện tại là đang tại chức uh, phó tổng thống cho nên cái nền kinh tế tốt thì bà coi như là được điểm mà uh, điểm, uh, điểm uh, coi như là món quà cho bà đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là quý vị biết như chúng tôi đưa tin đó là có 45 000 công nhân à về nghiệp đoàn mà gọi là công đoàn đó mà họ làm ở các bến nhà ở các hải cảng, các cái hải cảng như hải cảng ở New York, hải cảng ở Long Beach và hải cảng ở Houston của chúng tôi có một cái hải cảng rất là lớn. Thì khi mà các cái hàng hóa và các nước đi tới đó đó mà họ đình công thì làm sao ai bốc hàng xuống cho nên cái sự rình cầm đó nó gây rất là trở ngại. Chúng ta biết là trong những ngày vừa qua đó, đến nỗi là những cái công ty lớn như là wholesale ở, xem wholesale hay là uh, Costco đó, cái giấy vệ sinh không còn. Bởi vì sợ họ đình cầm thì cái giấy, những cái nhu yếu phẩm hay là những cái thực phẩm đó không có, bán nó sẽ lên giá. Nhưng mà không ngờ là chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã thảo luận với uh, nghị đoàn các công đoàn này và họ tạm thời họ họ tạm thời nghe thưa quý vị họ tạm thời để để dự trù đó là thảo luận hai bên giữa những công đoàn đại diện của công đoàn và các chủ nhân của các cơ công đoàn này thì quý vị biết là họ sẽ tạm thời đến tới ngày 15 tháng 1 năm 2025 như vậy nếu mà họ đình công đó thì kinh nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn trong ngắn hạn và có thêm vật giá leo thang nữa là hàng hóa không ai bốc lên để mà từ trái cây vật dụng uh, nhiều thứ uh, thì sẽ gặp khó khăn cho nên bây giờ cái sự gọi là coi như tạm thời không đình công thì đây là món quà rất là quý cho bà Kamala Harris ông trump trong những ngày vừa qua thì ông tấn công bên bà harris là nền kinh tế như thế này thế kia nhưng mà nhìn vào cái sự thật còn bằng con số đó thì chúng ta thấy rõ ràng là ông trump đang gặp khó khăn ông trump cũng lợi dụng cái, cái thiên tai vừa qua đó sáu cái tiểu bang mà bị thiên tai đó thì ông đổ lỗi là ông Biden đó, là không có đi chơi đi nghỉ mà không có quan tâm tới người nạn nhân của các mà trận thiên tai nhưng mà khi được phối kiểm báo chí phối kiểm đó, thì rõ ràng là ông Joe Biden cũng như bà Kamala Harris đã liên lạc thường xuyên với các thống đốc của các tiểu bang này và cũng đã tới tham tới North Carolina tới Nam Carolina rồi tới Georgia và trong tương lai hình như ngày hôm nay thì ông đi tới Florida và nhiều tiểu bang nữa cái điều này cho thấy nó ép ông Trump trong có thế là bế tắc bởi vì hiện tại tham dò đó bà Kamala Harris còn ngày cần dẫn trước ông Trump nhưng mà dẫn không nhiều nhưng mà có điểm đặc biệt thưa quý vị bên đảng dân chủ đó họ nói rằng là mặc dù họ biết là bà Harris đang dẫn trước ông Trump nhưng mà cũng không có quan tâm lắm bởi vì họ nói như thế này trước đây vào năm 2016 bà à, Hillary Clinton cũng dẫn trước nhưng mà không chắc ăn cho nên bây giờ họ dồn mọi nỗ lực cho nên quý vị thấy bà à, Kamala Harris bà nói là bà đang vận động bà ở dưới kèo mặc dù đối với ông Trump thì ông nói ô tôi thắng là tôi là ngon nhất rồi nhưng mà không bà Harris bà nói cũng như là ông Obama và cái dần đặc biệt là cái dần lãnh đạo của dân chủ họ không tin và họ nghĩ là bằng bộ giá Phải đi kêu gọi người ta đi bầu Không có cháy mở Nghe nói là bà lạc quan là nó bà sẽ thắng đó Thì người ta sẽ không đi bầu Cho nên bây giờ ông Obama bắt đầu là vào ngày mùng, mùng 10 tháng 10 này là ông lên đường, ông đi vận động cùng với bà Kamala Harris hoặc là có khi ông đi riêng tại bãi tiểu băng chiến trường bởi vì cái ảnh hưởng của ông Obama rất là lớn rằng mà số dân chúng ở Mỹ họ cũng thương ông đấy ông làm hai nhiệm kỳ là một người mà được sắp à, thứ chặt ở trong à, à, về tổng thống đó là ông là người đứng thứ bảy thưa quý vị rất là cao trong khi đó ông Trump là đứng thứ 45 tệ nhất ở trong các hàng ngũ của các vị là tổng thống đến đây thì chúng tôi xin phép được khép lại chương trình ở đây chúng tôi đưa thêm một cái hình nữa cho quý vị là cái bà khi mà nói tới ông Trump được ông Elon Musk đi vận động cùng với ông thì phải nói tới bà à, Lee Cheney cũng đi vận động cùng với bà camera Harris, đây bà Lee Cheney, cái bài diễn văn của bà Lee Cheney hay lắm. Bà nói là chúng ta phải đi bỏ phiếu và chúng ta không phải đạt cái quyền lợi của đảng lên trên mà chúng ta phải đạt cái quyền lợi của hiến pháp. Mục đích của chúng ta là bảo vệ hiến pháp, là bảo vệ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Cho nên phải đi bỏ phiếu mà bỏ phiếu cho ông Trump đó là coi như là. À, đã cái nền dân chủ sẽ bị khai tử cho nên bằng mọi giá bà kêu gọi à, mặc dù bà là người cộng hòa lần đầu tiên bà đi vận động bà bà kêu gọi bỏ phiếu cho một người dân chủ nhưng mà bà cho rằng là bà Harris là người yêu nước còn ông Trâm đó là người phản bội với đất nước và trà đạp nền à, dân chủ của Hoa Kỳ đến đây thì chúng tôi xin phép uh, quý khán giả cho chúng tôi khép lại chương trình ở đây chúng tôi xin kính chúc quý vị có một cuối tuần bình an xin kính chào.